Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái series làm baby ha. Hôm nay thì ủa sau này mày đứng đây kỳ vậy? Hôm nay thì mình có ý tưởng rất bá đạo làm cái con baby mà con Hải Ly nè, mà nhưng không phải Hải Ly thường đâu nha mấy bạn, là Hải Ly hệ boss đó. Hải Ly hệ boss với một con đe là con gì mình không mình ghi nhớ không nhớ được, cái tên nó dài quá. Nói chung là con đập đá đó, con khủng long mà chuyên gia có cái đuôi mà đi đập đá rất là ác liệt. Con này là mình mới bắt được nè, bởi vì biết sao không? Mình chỉnh phọt mình chỉnh thì tối qua rồi, mình chỉnh để mình bắt mình chụp cái hình nền cho nó đẹp á, cho các bạn thấy. Con này thì đặc biệt cái tập trước cái mình đọc comment gần 400 comment, không biết gần 400 hay 300 gì đó. Mình đọc hết và đa phần thì chỉ rất là hay. Mình cũng có tìm hiểu qua rồi, đó là đối với con ngựa thường. Còn đối với con ngựa hệ mai này thì nó rất là khác các bạn ơi. Khi mình cho nó ăn nó vẫn cho ăn được nha, không cần cà rốt. Dạ mình à, dạ, xin lỗi các bạn ạ. Không cần cà rốt, chỉ cần trái cây thường mà để ô ở lát, ô là ô số 0 á, là nó sẽ ăn và khi mình chưa kịp lên thì nó đã chạy. Ây da, khó chịu quá. Chưa kịp lên thì nó đã chạy rồi, nó rất là khó và nó không cho mình gấp nó, và nó làm khó mình tức quá mình bắt luôn để mình. Còn một con ngoài kia kìa đó, mình mới chạy từ ngoài kia vô đó, ngoài cửa mình gặp một con nữa, để tí mình làm cho mấy bạn coi ha. Còn không được thì mình sẽ đi trồng cà rốt làm theo ý tưởng của các bạn ha. Mình nãy mình thấy đầu đây có con nè, sao quýnh lộn không ta? Đó nè, đó nè, đó level 2240 kìa mấy bạn, máu là 31.000 ở cái kiểu đó đó. Để từ từ mình phải suy nghĩ cách mà mình gấp nó cái được, mình gấp nó về mới được, chứ nó chạy ở ngoài mình dí theo không có kịp. Con này chạy nhanh lắm mấy bạn ơi, mình đi từ từ tới, mình lấn xê cái mình đi nè đó, mình ngồi từ 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 tới nó cũng chạy. Còn nó khó chịu quá, mình cần bắt con Aventavis, ở lộn Aventavis, con chim đại bàng. Mình hy vọng là con nó sẽ gấp được con ngựa. Cái con này thì chắc trong mod thì nó không chịu chấp nhận cho mấy con khác gấp nó đó mấy bạn. Ây da, tự số mũi rồi, hắt xì tùm lum, mình bị một cái là mình hắt xì dữ lắm. Ở đây là con Aventavis đây rồi, coi level nhiều. Ôi 1.400 được á. Hey hey, đi theo anh em ơi. Ồ không đi à, không đi thì một hết nha. Ok anh sẽ bắn em. Mày ngu. Còn một con kia nữa. Có mấy bạn kêu làm con baby Aventavis thì mình có làm rồi đó, con admin bot đó mấy bạn. Con đó cũng giống con này thôi. Còn nếu muốn bạn mà muốn làm con này nữa thì mình vẫn làm ha. Cứ comment bên dưới thì mình sẽ luôn luôn theo dõi comment của mấy bạn ha. Để bắt con này cái đó. Ok được rồi. Bây giờ bị sổ mũi khó chịu quá mấy bạn ơi. Mỗi lần mình bị sổ mũi là mình phải mua thuốc uống nhiều lắm. Chúng ta sẽ về mình làm cái yên và mình gấp thử, mình cố gắng mình try mình gấp. Hôm qua mình có bắt con Spino màu xanh, không biết cái hồ mình này nó độc chiêu lắm nha. Nó ra nè, nào là cá sấu nè, nào là đĩa nè, nó ra tứ lung tung hụt. Ơi ngu, tới chi cho con kia nó cắn. Con T-Rex Trung Quốc của mình. Ban đêm rồi chữ xăm hình tùm lum hết, óng ánh luôn. À quên, mình lấy cái custom ra mình nhìn cái hình. Con này được hai cái. Ủa chớp chớp quang luôn, con này nó có gắn chip quang trên người nè, đó ban đêm nó chớp sáng. Con này giống nhâm thạch của mấy bạn ha, y như là cái dung nham luôn á. Nhìn gì còn đẹp hơn là để cái kia mấy bạn. Mình cứ để cái này trong người nó đi, để dành để mình kiếm được. À để đây nè, cứ có một con khác á là mình thay ha. Ơi trời ơi, con gấu này nó bị sổ tả từ hôm qua đến giờ mấy bạn ơi. Đó nó làm cái cục cứt không trọng lực luôn này mấy bạn. Trời ơi nó bị sổ tả kìa, ăn chi tầm bậy tầm bạ đó, đóng cái cây ăn tầm bậy tầm bạ rồi cho sổ tả hư hỏng.
Mình sẽ làm cái in cho con, cho con Aventovit ha. Aventovit, Aven, ở đây rồi. Aven đúng không? Đúng rồi. Aventovit cần có hai và fiber. Ok. Không có gì là khó. Ở gì vậy? Bỏ qua hết không đi. Rồi lấy cái này thôi, một cái. Khó chịu quá. À, xong à, đi được đi chúng cái boss này tự nhiên mình thấy có mấy con đồ đồ red đó nó bị sicker mấy bạn ơi, người mà y như là lúc bị chết đó ơi, xuống đậu stop à, y như lúc bị chết nó còng rồi nhìn thấy gớm mà mình hồi tối mình cái con đồ red biến thái đó. Cái tập trước mình cái biến thái á, rồi mình nhìn nó biến thái thiệt rồi, lên đi thôi. Yeah, tăng cho mày stop bộ chạy đi, bay chậm quá. Hy vọng nó gấp được con ngựa, mình rất thích con ngựa. Ồ, một con raptor quấn với một con đó. Ơi chạy rồi chạy rồi chạy rồi chạy rồi, không được không được, con này nó khó, con này nó khó chịu công nhận luôn á. Nếu là con ngựa thường thì mình làm ok á, mà con này nó khó chịu lắm mấy bạn ơi. Ơi dưới nước có con gì sáng sáng rồi. Phải có mập không ta? Ôi, mình nhảy xuống mình coi thử coi, mình có bộ đồ full HD dưới nước mà. Ồ, cá mập, cá mập. Cái con ngựa khó chịu này. Mày đâu rồi? Đình 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 đi sau lưng nó thử coi. Ok, nhấn xe xuống. Đó, nhấn xe nha, đi từ từ rồi đó. Giờ nó đạp bay đầu luôn. Nằm luôn có chắc. Để trời nằm bắt dí nó cho tới sáng luôn á. Ê, từ 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 à, từ từ rình 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 đi cho nó ăn tiếp. Ý, ý, đừng để cho nó thấy mình bu luôn đích nữa thôi. À, nó tự chạy rồi, nó tự chạy rồi. Bây giờ cho nhấn E ta. Ơi, ơi. Ơi, ơi, ơi. Trời ơi. Chết rồi, con ngựa này chết rồi. Ơi, được rồi, được rồi, được rồi. Mà nhưng chết cái kiểu này là chết mấy bạn ơi. Con nào nó cũng hút hết. Cái này nó đang tự chạy nè, thêm mình có 1% mà. Rồi rồi rồi, mày mà đụng con cổ dài là tao với mày chết luôn á. Cưỡi ngựa, mình đang tập cưỡi ngựa. Ok, 1% 1%. Ok, muốn ăn đi nào, muốn ăn đi. Rồi ăn vô ăn vô ăn vô ăn vô. Ok, tỉnh bình tĩnh bình tĩnh, bạn cứ bình tĩnh và mình cũng sẽ bình tĩnh với bạn nha. Ok, như vậy đi, chúng mình mãi mãi là bạn của nhau. Mày bị kẹt cái, tao hy vọng mày bị kẹt lắm luôn á ngựa. Có vẻ như là điều ước của mình nó gần thành công mà nó bị kẹt rồi với bạn ơi. Chỉ cần gì nó muốn hất mình ra, mình nhấn E một cái là cho nó ăn liền. Rồi kẹt, hất đi hất đi, chỉ cần mày hất là tao cho mày ăn. Không coi được góc nhìn luôn mấy bạn ơi. Ca được không? Ờ được 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 được. Rồi ăn vô 4% vậy bắt con này tới săn năm mấy bạn ơi. Hay là mình làm cái roi ta, mấy bạn thấy chữ effective gì, effective gì đó, cái đó hình như làm cái roi mình quất tụi nó nghe lời mình á, có cái roi này nữa nè, cho ăn vô 6%. Ơi làm cái này chắc là 1 tiếng mới bắt được nó quá mấy bạn ơi. Thôi mà cơ bản là mình làm vậy á ha,
Nói chung thì nó cũng hơi lâu á. Khá là lâu luôn chứ hơi cái gì. Lần lên có 1% mới làm tới khi nào mới xong được. Thần phục một con ngựa hoang cũng khá là khó mà ha. Để mình phải làm cái này chứ, mấy bắt cộng mấy bạn kêu mình là anh không biết cho ngựa ăn gì, chỉ mà không chịu nghe. Comment chửi ngu tưới bụi luôn. Ông trời ơi, mấy ông tha tôi đi, kệ đi, cớ gì chưa biết, ông cứ comment chia sẻ thôi, đừng có chửi. Cho ăn cho nè, đó, 9% mới chưa. Ngựa thần bắt khó mấy bạn ơi, nãy giờ được có 10% à. Chắc là phải dẫn mày vô, mình mà câu được nó, mình thẳng vô cái nhà mình luôn thì làm này dễ. Chứ ngoài nó hút tùm lum con á, rất là nguy hiểm. Và nó hút con của mình nó cũng chết nữa chứ. Ông không được cưỡi ngựa làm gì nãy giờ. 10% mà, trăm mấy phết ngày. Mình mà thần phục nó thành công là mình lên tới level, con này chắc phải lên level 3000 á, con này tới level 2000 lận mấy bạn ơi, nên bắt nó khó đó. Mình phải xây được cái trụ kia ra là mình có cà rốt liền à, không thì mình phải trồng cà rốt ra. Trồng cà rốt thì cũng dễ, mình lấy hạt giống rồi với cần nước và phân thì nó trồng được. Mấy bạn cho ăn cà rốt á thì mình nghĩ là kiếm cà rốt bằng cách đó, với lại hoặc là quýnh, có quýnh quái nó vẫn rớt cà rốt. Hôm bữa mình làm xong giờ mình quên không biết quýnh con nào. Trồng thì nó cũng lâu thôi. Ôi lâu quá bạn ơi. Thôi mình chắc mình ra quá, bắt con ngựa vàng ngựa đỏ mình có rồi. Đây là thần phục cho mấy bạn coi thôi, vì cái con này do nó khó quá thôi. Cái con này là con đỏ nè, mấy giáp sắt tùm lum trên người hết, nó chậm vô đích mình kìa mấy bạn thấy không? Đó đình đá mình kìa. Bắt về lâu lắm, thôi mình bỏ đi. Ok. Và mình sẽ để nó đó ha, để mình làm con khác đi. Con này không cần thiết đâu mấy bạn ơi. Lâu quá. Khá là lâu, mình làm về tốn thời gian lắm. Tiếng mới bắt được nó luôn á mấy bạn. Con chim này nghe lời á, xuống đi xuống đi xuống đi. Trời ơi, chơi bay trên không ông nội, cho tôi lên. Không có con này. Đậu xuống, đậu xuống. Mày có thói quen vui quá ha. Mày có thấy quen vui thì cái chứ. Đây, cái con này mình định làm con cặp baby hai con này nè. Đó, con boss mình gọi ra đó. Mình tính làm baby hai con này nè. Đó, con Hải Ly mấy bạn thấy đã không? Đẹp quá ha. Con này người beaver hay sao ấy, con Hải Ly nè. Mình bắt trên vai luôn thấy chưa? Kinh chơi kinh chưa? Con này mình cũng bắt được trên vai luôn. Đó, mình tính làm cặp baby con này nên mấy bạn có thấy hay không ha? Hy vọng mấy bạn sẽ thích hai con baby này ha. Nhiều bạn có làm Hải Ly lắm. Mà trước khi làm Hải Ly thì mình từ từ mình phải vô mình xây cái toilet đó. Thay toilet cho con gấu nó đi cầu mấy bạn ơi, nó bị đau bụng sổ tả rồi, tội nó quá. Không phải là dở á. Các bạn kia kêu mình xây toilet thì hứa tập trước rồi không chịu làm. Lúc đầu mình vô cái đi xây cái toilet rồi cuối cùng lại quên. Ok, giờ mình sẽ xây thôi. Có mấy xây nhà, chơi xây nhà cũng rất là vui các bạn ơi. Toilet đây. Rồi nha, được rồi. Giờ cái này nó xây trong smithy đúng không? Ok, mình sẽ vào smithy. Nó cần ống nước ghê ta. Xây toilet mà cần ống nước dữ à? Metal thường hả? Ơi, giờ ăn cơ. Ê, ở đâu hả? Ở đâu? Chuyện gì xảy ra vậy trời? Ủa? Ơi, mày kết tôi. Chúa tôi, con khỉ này nó giết hết cái bầy khủng long nhà mình rồi. Nó giết cái gì vậy trời? Có con hà mã này. Sao nó mạnh quá ta? Nó giết mấy con gì á? Mày chết luôn đi. Mày chết luôn đi. Con hà mã thúi tha. Ủa. Ủa kỳ ta. Nó giết con gì ta?
Mấy con này nó làm gì đủ tuổi giết giết chết mất con rùa inox của mình rồi. Trời ơi là trời, khó chịu. Chưa kịp làm toilet nữa mà nó thấy thông báo ớn quá chạy ra coi liền. Nè mấy con Spino của mình mới nè mấy bạn, mới bắt nè, đẹp quá ha. Ở ngoài còn một con đỏ nữa, mình bắt luôn cho mấy bạn xem. Tập này là Gigan còn sống nha mấy bạn, Gigan con còn sống nha. Bữa nó bị con kia cắn chết tội ra luôn á, nó chạy, nó bị cắn nó chạy nhìn thương ra luôn á. Mở cửa này ra rất là nguy hiểm nha. Nãy mà thấy cái Spino núp núp ngoài đâu đây nè, đó cái sáu à. Mày vô đây, tao cắn mày xỉu luôn. Mày hả cái sáu, mày hả cái sáu, mày hả cái sáu. Mày chết đi, thôi cho mày nằm luôn, thôi giết đi. Cái sáu xung quanh nhà nguy hiểm đó mấy bạn ơi. Ồ còn nè. Ơi sợ đĩa cắn quá. Từ từ mình kiếm con Spino đó, nó bơi ra ngoài nước nè. Đâu ta, không thấy đâu ta. Spino 7 màu luôn mấy bạn ơi. Có lẽ nó bị đĩa ăn thịt rồi mấy bạn ơi. Ở đây là vùng này là vùng đĩa không à. Ớn thấy mồ thôi bỏ đi. Nghe tao đĩa mình ghê quá. Thôi vô mình làm mình xây cái công trình kiến trúc của mình đó. À, cái như vậy là cái con ngựa là được rồi ha. Mình làm vậy là bữa sau mình thường phục thẳng luôn để mình coi mình có mình chế cái roi à, để tí mình chế luôn cho rồi khỏi phải đi bữa sau chi cho nó dài dòng. Toilet 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 đâu rồi, phải kép xe cần metal thường rồi, metal thường hết nữa ở à, đây nè. Còn mớ ai xài cái đồ mà cái hàng mà thuộc dạng là hàng thô sơ ấy, lộn hàng rồi, lộn hàng lộn hàng, mình bỏ ra cái gọi là thô sơ này mấy bạn. Ở quá trời đồ luôn, mình chưa kịp chỉnh đồ nó là tối con boss đập nhà mình hết luôn rồi, mình kêu ngu, mình kêu ngay trong cái nhà nó làm tan nát cuộc tình luôn. Rồi 180 cái Rally nhiều dữ rồi ông hai, cho mình 600 luôn á, bực mình lấy lần lâu quá, cái này nhiều quá, dục đi dục luôn đi. À, dục luôn nè, dục luôn, còn gì nữa dục luôn cho rồi, cái mắt kiến dục luôn nè. À, cái này 589 nè, hỏi dục này đi, dục này luôn để mình dục hết mấy này cho nó gọn đi, để nó chật nhà quá, nó chật quá làm không được gì mấy bạn ơi. Ôi, cơ bản để vậy đi, chật nhà quá rồi. Đó, xây được toilet không biết dùng thế nào đây, dùng thế nào đây. À, dùng toilet phải xây ra cái nhà nhỏ 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 đơn sơ để mà ngồi chứ, chứ lấy chỗ đâu ngồi. À, cái cột lấy cái cột ra, hai cái cột, cái mái ngói, hết cái này rồi không còn cái này gì mấy bạn ơi. Toilet mà chơi cửa kính hả ta, cũng hơi bị thứ dữ á, xây ở góc nhà hả. À bá đạo quá, toilet xây đây à, hay hơi hư khủng long nó rình mấy bạn ơi. Đó ít chết cha, lộn rồi, toilet ngồi ngắm biển à, đúng rồi. Còn bích cấp được không à, không được thôi mình chơi cái toilet vậy cũng được, mình ngồi mình ngắm biển nè, mình vô mình ngồi coi. Ổ ngồi xong cởi quần. Cái này cắt câu nước vô nữa nè mấy bạn. Chắc phải làm ống nước vô nữa rồi. Có cục nào không? Không có cục nào hết, cái này mình phải câu nước vô nè. Cái này chắc mình phải câu nước vô nó có nước nó mới xả được chứ, cái nút bấm đâu rồi? Không có, không nhấn nút nào cho nó ị được ha. À, đang ngồi chim đang ngồi sau đời thường à, lúc đi vệ sinh là những lúc suy nghĩ về chuyện cuộc sống nhiều nhất. Thôi được rồi, mình ra đi chơi cho kỳ quá, đi ra đi ra đi ra. Ôi ra lúc giờ chết rồi, kẹt rồi. Thôi được rồi, ra được rồi, được rồi, được rồi. À, tính xây cái phòng lên tí mà thôi kệ nó đi, xây cho vui thôi mà. À, mình xây cửa kính đi, nhà vệ sinh cho cửa kính mới ngầu đỡ khỏi bị rình. Bây giờ là cho người ta họ biết mình đi cầu chứ.
đi toilet mà chơi cửa kính luôn đó, ngầu chưa? À, nghe mắc cười quá. Chầu chà, toilet nhìn rất là đỉnh luôn mấy bạn. À, nhìn mấy bạn ơi, trời ơi, vui chưa? Ừ, cái phòng vệ sinh của mình nó khá là chất lừ luôn á. Nhìn ngồi nhìn ra biển được nè, nhìn ra biển được luôn. Rồi đó, cái này chắc phải câu nước vô nữa rồi nó mới có nước, mình nhớ là có nước nữa. Nên mình phải làm mấy cái đường ống nước cái này nè, hút nước rồi nó đẩy đây nè, rồi mình mới xả được. Thôi kệ đi. Ở trời, ở đâu ra con này vậy? Sao tự nhiên chui nhà mình vậy trời? Cho mấy con gà ăn thịt luôn. Rồi mình cất lại mấy cái đồ tào lao đi. Cất lại vô mấy cái đồ tào lao lại. Ai. À, chuyển vô. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ đi làm mà. Ơi, chết cha mình quên mẹ cái ý tưởng rồi. Mới kêu bắt cái con gì mình quên mất tiêu ta. Tự nhiên mà định bay qua nước tiết mình làm cái gì á. Giờ nhớ chắc mày làm baby luôn cho rồi. Thôi kệ đi, giờ chúng ta làm đi con làm mà. À, baby đặc biệt là chúng ta phải cần có semi-tin. Semi-tin thì mình cần phải có chết cha cái con này vô đảo nè. Semi-tin thì chúng ta cần phải. Ui sao cá sấu ra nhiều quá ta? Sao tự cá sấu vô nhà mà luôn ta? Ở con chim này. Ở không có semi-tin rồi, semi-tin không đủ, số lượng rất là lớn mấy bạn ơi, cần 1.000 cái lận. À quên, semi-tin là con cóc mà, lộn, con cóc thì để tập tiếp theo mà làm đi. À con này cần gỗ. Cần gỗ hả? Bà thím tụi mày. Bà thím tụi mày. Bà thím tụi mày. Cái con nhóc nhóc mà dám cắn con rồng anh để bắt thôi với để bình thường nó cắn vào sẹo người rồi. À, thứ hai là cần đá. Đá với gỗ. Ok, đá với gỗ đúng không? Đá thì cần cả ngàn cái lận. Rồi. 4.000 luôn. Để mình lấy, để bên kia không trúng thì mình giết luôn á mà. À, gỗ 2.000. Thôi chắc nghĩ là đủ rồi đó, mình nghĩ là đủ rồi đó. À, cái con nào ta? Con nào sẽ đặt, con nào sẽ được quyền lợi đi giết cơ mấy con này. Con rồng này khá là yếu, quýnh khá là lâu. Ok, bỏ qua đi. Đam có 23.000 không mạnh. Bỏ. Rồng sấm sét ở rồng tốc độ 32.000 thôi, dùng con speed này đi. Ok, dùng con này. À, để nó đây đi coi mấy con kia ra mà mình không ưng ý là mình sẽ giết ha. À, để mình cần kiểm tra hai con này là hệ như thế nào. Con này là con cái nè, hải ly cái để đây. À, con này là con đập đá đực. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ đi gọi ra hai con đó tiếp tục. À, mình sẽ chỉnh nếu mà nó cùng hệ. Ở đâu ra con kỳ đà trời. Con này là con Spino. Có cái lưng giống con Spino quá chừng luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ kêu qua ha. Bỏ đá, bỏ gỗ. Lộn cái này. Cái này đá đâu? Đá đâu? Gỗ nè. Thôi từ từ kêu trước đã mấy bạn ơi, kêu một con ra để mất công mình làm rất là mệt. Cho con này vô tăng cơ. Con này nặng quá rồi. Thôi cho nó đó luôn đi. Mình chạy ra ngoài cho chắc kèo. Rồi con này là baby hơi bị chất luôn các bạn, thấy đẹp ghê không? Không biết con baby nó thể thế nào à. Hy vọng thì sẽ làm được chứ mình không biết con này có làm được không nữa. Nó cho làm không á chứ. Như con ếch nó không cho làm á mấy bạn. Đô đô level 400 luôn. Ma le hả? Mà lè mà lè mà lè. Ý được. Chết rồi. Nó cắn mình cái chết không ta. Xà quá. Ok bắt được rồi. Đứng lại. Remaining time.
Con kiếm đừng nên tham. À, có chiếc tim mà mấy bạn ơi. Yeah. Bắt lại ha. Rồi, ok, mình bắt lại trước đã, một cặp rồi đó. Rất là may mắn cho chúng ta khởi đầu luôn, có trái tim. À, con thứ hai. Con thứ hai sẽ chính là con Dedicurus. Happy Girl, với cái hệ Happy Girl. À, con này là con đực, chúng ta cần một con cái. Hey, mấy bạn thấy không, nó ra con nào nó cắn chết tùm lum con đó. Mấy con này nó dữ ghê luôn, nó ăn cái gì mà nó dữ dữ quá trời dữ luôn. Đá. Rồi, cái anh đập đá này, anh được mệnh danh là đập đá của thiên hạ đây. Nhảy xa xa lên. À, mình sẽ canh khúc tê chỗ này, rồi mình chỉnh phốc tem. Ủa quên. Cái này mình làm cho vui thôi nha, chứ không phải là gì kêu mấy bạn kêu chơi hát. Không, không vui, mình chỉ làm cái phần là mình chỉ làm baby thôi, chứ mình không có về làm thêm bên khủng long ha. Ờ, à, đã ra, mình sẽ bắt luôn. Tăng 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 tăng, sẽ là hy vọng là sẽ là con cái ha. 5 4 3 bóp. Rồi, con đực rồi mấy bạn ơi. Female, uổng cái. Con này là mèo. Ui sao mà kỹ ta, mình đọc chiêu ta. Sao bắt tặng chúng hệ không ta? Hên vậy? Quá hên, yeah. Ừ, nó đổi ra màu liền, một cặp nó đổi màu rồi, ok. Giờ mình sẽ làm cái chuồng ở đây luôn. Ai lộn, nhắn lộn nút rồi, lộn nút rồi. Rồi, mình làm cái chuồng sẵn, chuồng sinh sản ở đây luôn. Này là làm tới luôn mà. Ở đâu được cái ý tưởng, ở đâu được làm luôn. Yeah, yeah. Làm chuồng này thì không cần to đâu. Chắc là vài bữa đó làm thêm cái ý tưởng là làm hết baby của mấy con boss này luôn. Đó. Cặp đầu tiên của chúng ta chính là con Hải Ly. Mình rất thích Hải Ly. Ok, mình sẽ bắt Hải Ly trước. Mấy con này tanh lắm. Mình đi mấy cái thác công viên đồ nó coi nó tanh rình à. To quá mấy bạn ơi, không đủ chuồng à. Chờ dài xíu đi. Rồi cái này nằm chéo chéo ra để mình chui vô và nó không có chui ra được. Được chưa ta? Ồ ơi, nó chui ra luôn chứ. Ơi vậy chật quá. Ơi khó canh quá. Mình đứng từ cái phía đó nên mình không coi được nó cái phạm cái khoảng cách nó như thế nào á. Ở này được nè. Đó, ok. Tiền nó hơi xấu. Ây da. Tiền nó hơi xấu mà nhưng mà nó dễ nhìn được rồi. Nó làm cho mấy con này nhanh nhanh được rồi. Rồi con này có nè, đây có enable venerin rồi, ok. Ở đi nhanh quá, cha. Ui có trái tim, yeah, wow, yeah, tuyệt vời. Ông mặt trời luôn các bạn ơi. Hôm nay mình lên cái ý tưởng bá đạo, mấy bạn kêu làm Hải Ly kìa. À Hải Ly con gì phải đặc biệt. À mình chơi luôn cái con này cho nó đặc biệt. Hôm bữa mình chơi Admin Bird rồi, hôm nay mình chơi con này. Ây da, sợ mũi nữa. Rồi mình phải hút gió cho mấy con mẹ này đứng lại, nó đi nhanh lắm mấy bạn ơi. Này vui á, mình làm mấy con này đọc chiêu. Trời ơi, đứng cho nó gọn gọn vào. Đứng cho nó gọn gọn vào, kẹt vô luôn cũng tốt. Ý, đứng lại đi. Trời ơi, nó đi nhanh quá mấy bạn ơi. À, đứng 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 nó đi. Cái phần trăm đâu rồi, hiện cái túi coi coi. Rồi, à, hiện rồi. Mệt luôn mà, nói khen cổ họng luôn, khát nước quá, chưa kịp đi uống nước nữa. Sợ mũi của mình khó chịu quá. À, cái này khá là nhanh á. Chúng ta cũng đợi xíu á. Yeah, mình cứ nghĩ là mình sợ do con ếch nó làm mình cái tư tưởng mình là mình sợ nó không có thể là làm được cái này nè. Con ếch nó không có mê tin được gì hết, con ếch kỳ lạ. Mình phải hút gió cho nó dừng lại, nó đi nhanh quá. Sẵn tiện làm con này luôn, rất là hấp dẫn ha. À,
Rồi chắc cảm thiệt rồi mấy bạn ơi. Chết quá hát xì với sao mũi hoài à. À dừng lại đi, dừng lại đi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên, này làm tới hai con luôn ha. Rồi khá là nhanh, cái này nó hơi lâu, chắc mình nghĩ cái station thì nó sẽ nhanh hơn á mấy bạn ơi. Tại vì mình chỉnh thời gian ấp trứng nó nhanh hơn chút nữa, hình như 25, gấp 25 lần á. Tại vì bữa mình ấp trứng con Gigan robot nó lâu quá. Rồi 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 rồi, để trứng hay là gì, đừng có để trứng, tôi hy vọng mày đừng có để trứng á, làm ơn đừng để trứng. Ôi may quá, oh my god, nó không có để trứng, tạ ơn trời, tạ ơn Chúa không cho để trứng là quá tuyệt vời. Ok vậy giờ anh có quyền được đứng im, đứng im, đứng im, đứng im này. Ây da, anh đứng im không? Anh cho tôi chui vô cái. Mình sẽ lấy đà mình nhảy qua. Yeah! Không nhảy qua được. Cái con khỉ này, chui dưới đít nó đi. Ác ghê, nó bắt mình chui luôn. Rồi, con này hết hết giá trị lợi dụng rồi. Cho nó ra ngoài đi. Đi ra mày. Con rùa điêu dân. 59 rồi, nó nhanh lắm mấy bạn ơi. Đi ra không? Đi ra không? Đi ra không? Đi ra không? Mày cho mày chặn hang. Ơ, gì vậy, gì vậy, gì vậy? Sao mà sung quá vậy đó anh hai? Anh vô trong không? Anh vô trong để anh đẻ đi không? Ơi, nó khá là nhanh luôn mấy bạn. Ấp có xíu xong à. Ơi, con baby như thế nào? Đừng ra, đừng cắn đâu nha. Wow. Ôi yeah, khá là chất lừ luôn, bắt sao giờ? Ê, trời ơi, không cho bắt ông ơi. Ơi chơi ra boss mà không cho tôi bắt. Nó không cho mình bắt mấy bạn ơi. Ơi chặn hàng, chặn hàng. Ơi chết rồi, chết rồi. Vậy mình phải chỉnh mình bắt luôn mấy bạn ơi, con này nó không cho mình bắt mấy bạn ơi. Ok mình bắt luôn. Rồi nó không cho mình bắt chơi, mình phải chỉnh mình bắt luôn cho rồi. Ok và sẽ nhanh thôi. Không biết con này bánh đùi được không ta. Cái con này khó chịu vậy. Đứng im coi, đứng im, đứng im coi. Đi bộ mày nghe không? Mày có nghe tao chưa? Con này nó không cho mình bắt, ấy da ăn thịt thối. Baby mà không cho tôi bắt là sao? Thôi, tiếp tục chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Baby. Baby nè. Ủa cũng bảy sắc cầu vồng luôn chứ đâu phải giỡn. Với con này nó giống cái con hải ly thường mấy bạn ha. Nhưng mà có điều do là nó là baby của con này nên mình làm mình thấy khá đặc biệt thôi, không có gì hết. Nó có màu hẻ luôn mà không biết mình có nuôi được nó không nữa nên mình chỉnh nó ra mình bắt thì cũng khó. Ồ con này khổng lồ mà mình chơi mấy cái loài khổng lồ baby thì mình phải chấp nhận cái điều thương đau là vậy thôi, nó khá là sáng luôn á. Ồ đã không? Ồ nhìn cũng chất lừ chứ bộ, cho con này nó bự quá chứ bộ, bình thường nó cũng như con sóc con dễ thương hiếm mồ luôn. Coi kìa, cái mũi nó kìa. Rồi, hai cái răng ăn ăn hạt kê là hết sảy luôn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến cặp đôi đập đá. Vô đây. Cho tôi ra, cho tôi ra. Rồi, kẹt tôi rồi. Kẹt tôi rồi, kẹt tôi rồi. Rồi, cái đuôi mà nó quất vô mặt là chết luôn á. Rồi, tiếp theo là anh này vô đây. Vô đây. Y, quất đúc. À, bể mặt luôn. Rồi, ok, chúng ta sẽ end rendering cho tao xuống giùm cái đi anh hai. Rồi nó chạy như chưa được chạy luôn á mấy bạn ơi. Rồi có nó chạy kìa. Được rồi, bạn có quyền được đứng im. Bạn sẽ tồn tại trong vòng được một ngày.
Mày vô đây đi. Cái bọn này nó khá khó chịu quá ta. Kẹt giùm cái. Rồi rồi rồi, chơi team yêu nhau đi, yêu nhau đi, yêu nhau đi, được rồi đó. Rồi con này nhanh á. Trời ơi, con này nhanh quá chừng luôn. Happy Girl Daddy Cruz. Hôm nay làm cái cặp bá đạo. Mình phải nhấn ô liên tục. Đó, coi nó hút gió như điên như dại mày thấy không? Anh này đứng hút như điên như dại luôn. Rồi, sẽ nhanh thôi. Cái này thì hơi lâu xíu nhưng mà tới qua phần ghi sinh thì nó sẽ bù lại khá là nhanh mấy bạn ha. Cái đuôi nó quất mình kìa. Mấy con này nó ăn gì nó sơn vàng trên người sao á, người bóng chói lóa. À, mình sẽ tiến sâu vào vùng trung tâm mình đứng cho nó dễ, nó quất mình đi qua đi lại khó chịu quá mấy bạn ơi. 56 rồi, 56 rồi, 57 rồi, 58 rồi, 59 rồi. Sẽ nhanh thôi, nhanh thôi. Cái con ngựa đó để tới mình nghiên cứu coi. Mình coi mình trừ cái thời gian nào nó nhanh lên được không. Chứ cái thời gian nó lâu quá cũng cũng có thể mà làm được á mình, nhưng mà bắt con ngựa làm 1 tiếng đồng hồ thì nó phí quá. Bắt mấy con khác à, mình thấy có con rùa nữa bạn. Con rùa nhìn đã lắm mà sao giờ chưa thấy á, chứ bữa nó spawn ra mình crash game á mình bị lỗi mất luôn con rùa. Còn nhiều con đẹp quá mà mình chưa thấy nữa. Ra mấy con lạ lạ độc độc chơi mới vui các bạn ha. Rồi còn tới. Được rồi, được rồi, gần xong rồi. Gần xong mà cho nó đứng lại liền. Rồi ok, đứng lại đi. Đứng lại đi. Đứng lại. Mày định chạy đâu? Mày định chạy đâu? Đứng lại chưa? Đi ra ngoài gấp. Đi ra ngoài chuẩn bị xếp hàng chụp baby. Ý dạ. Bây giờ quăng nó ra lúc nào cũng bị kẹt hết. Ủa sao cho sao mày đi theo tao? Ủa nó đi đi sao kỹ ta? Ủa mày đích bỏ rồi mà. Cái chuyện gì vậy trời? Rồi nó đi thấy cục đá nó đi nó đập mấy bạn. Con này khó chịu ha. Cái chuyện gì vậy ta? Mình disable nó rồi mà. Sao mày cứ thích đi miết vậy mày? Ok á. Ok, tao dục mày qua hướng này coi. À, dục 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 nó là nó đi một chút đó mấy bạn. Rồi, hai con này khó chịu à. Ý, con ra nhanh quá vậy. Chưa kịp coi nữa mà ra luôn rồi mấy bạn ơi. Trời. Cái ống máu gì mà dài thường thường ấy. Rồi, con này không bắt được đâu mà chính. Bắt luôn, bắt vậy mới được. Ơi, chưa đến mà tôi chạy ra có một xíu mà ông đẻ luôn, ông nhanh dữ rồi ông. Ơi, trời ơi là trời. Đi đâu ạ? Đi đâu ạ? Tôi cho ông đi đâu ông đi tùm lum hết. Hả, bắt lại cho đàn cặp luôn. Ừ, con nhưng mà bự dữ. Ơi mà cái được cái là nó khá đẹp, nhìn nó màu khá là đỉnh mấy bạn ha. Mình là mình thích con Hải Ly hơn. Rồi bắt ra ngoài luôn đi cho mấy bạn xem. Dẹp mấy cái đống bùi nhùi đi. Dẹp cho nó rộng rãi đi, tự mình xây cái này lên nó chật lắm. Rồi tùm lum hết luôn rồi. Đó. Trời, wow. Quá là rậm rạp luôn. Thôi xuống đi anh hai. Chết rồi. Ơi ơi.
À, con này khó chịu quá. Quên disable nó nữa. Rồi, video mình chắc sẽ quay tới đây ha. Hôm nay mình sẽ làm hai cặp baby này ha. À, con này nó khó chịu quá, nó cứ đi hoài à. À, hôm nay sẽ làm hai cặp này là làm con hải ly rồi đó. Nếu mà mấy bạn không thích về cặp này lắm thì mình sẽ làm con hải ly bình thường ha. Chứ mình thấy con này mình khoái lắm luôn á. Con hải ly con nhìn rất là đã. Nhìn nó cũng cưng mà, nhìn dễ thương mà mấy bạn. Đúng không? Mà thấy thích con đó ghê luôn. Đó, nhìn bình thường nó khá đẹp luôn á. Màu mè đồ quá chuẩn luôn. Mấy con này không cho mình cưỡi à, nó cho mình cưỡi mới đã. Bình thường nó cho mình cưỡi rồi sướng mà không cho cưỡi mấy keo ghê luôn. Ồ. Đó, một cặp nhìn quá đẹp luôn, không thể nào chê được về cặp baby này được. À, và video này mình sẽ kết thúc ở đây ha. Chúc mấy bạn xem video vui vẻ ha. À, chào bạn nha. Bye bye.